anh không tham gia vào đâu, cái chuyện này chị em giải quyết. Một, nếu máy bay mà ngồi kín vé thì anh đập nát con Vietjet này. Alo. Nếu máy bay này ngồi đầy rồi mà anh phải ở lại đây thì anh đập nát con Vietjet này. Anh làm tức giận luôn. Mà có còn 53 ghế trống, 3 ghế trống của anh trở lên thì anh chấp nhận. Đây này nói trước đây, anh sẽ chụp ảnh ở trên máy bay. Nếu mà thừa 3 ghế không ai ngồi, anh chấp nhận định lây chuyến. Còn nếu mà ghế ngồi đầy rồi, riêng này cho con báo chí đập nát con báo Vietjet anh luôn. Đây này nói trước đây. Còn chưa nói gì mà anh kể cả đi lây ít xe em gặp anh, em nói là vì loại như thế chưa hề nói anh con, anh chưa nói chuyện với con em về nhà những chuyện đây mình đây không đây, đây các bác bạn đại diện đây, em ơi có quản lý của em không hả, em giải quyết được không em bọn em bán vé là cái kiểu này là bán vé theo cái phương cách là bán đại, ai không đi thì thôi đúng không? Thời đại công nghệ thông tin mà làm gì có cái chuyện bán vé full nhỉ? Có nghĩa là mình mua bao nhiêu vé chị? Tổng cộng mình là 3 mấy vé rồi anh. Mình mua vé bao lâu rồi? Trước phải khoảng 2 tháng rồi. Mua 2 tháng rồi. Bây giờ mình ra thì họ lại không cho mình lên. Thì bây giờ bên bé này bảo là hết chỗ rồi, người ta có cái chính sách over gì đó của bên hãng người ta, cho nên bây giờ chuyển hai anh này sẽ đi qua hãng khác, và nếu như hãng đó mà cao tiền là bên này sẽ bù tiền, bên khách mình sẽ bù tiền, bỏ tiền. Tự bỏ tiền vào, còn cái này không chịu trách nhiệm. Thế còn di chuyển taxi của anh từ đấy về hãng ai nói đây 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 chị bé bạn này nói thế là đem con bỏ chờ. Nếu là cái đoàn của mình đi chơi thì là mình đi một xe lớn hay đi nhiều xe nhỏ? Ra sân bay trước hơn một tiếng đồng hồ thì tất cả làm xong hết rồi, còn hai bạn này còn sót lại đây là không cho đi, không cho đi vì báo máy bay hết chỗ, vì cái gì chính sách over gì của bên bạn đấy đó giờ em không rõ nữa. Mình hỏi thử coi bạn nói over là cái gì. Đấy, over là cái gì em ơi? Anh đợi em một tiếng nha. Ừ anh đợi một tiếng đồng hồ cũng được nữa. Lúc nãy báo là chuyển hai anh này sẽ qua hãng khác và có giá chênh lệch vé máy bay đó thì bên của em sẽ phải chịu trách nhiệm. Rồi nếu mà chuyển hai anh này đi máy khác thì ra ngoài kia là cả đoàn với lên xe là phải chờ họ tiếp hay sao? Dạ không chờ, tại vì nghe nói nó phải chuyển sang đi qua một cái chuyến bay gì đó của Vietjet mà bay tới 9 giờ là có nghĩa là tới 3 đợi thì 3 tiếng đồng hồ nữa. Ờ. Kéo lên cho danh nó được cái này. Em cầm. Đây là lần đầu tiên em gặp cái sự cố như thế này, vì nếu như em ra mà sát giờ bay có thì không nói, đây ra trước hơn một tiếng đồng hồ, cả tiếng rưỡi đồng hồ. Ừ. Em chỉ là tour guide thôi, em dẫn đoàn đi thôi, thì bây giờ mấy bạn giải thích như thế này đây. Hồi đó giờ em có bị tình trạng này chưa? Chưa bao giờ bị hết. À. Dạ. Rồi nãy giờ thấy có nhiều người khách rất là tức giận với em đúng không? Dạ không sao, em không sao đâu. Ừ. Mình cứ khách hàng thì mình phục vụ thôi. À. Dạ, bây giờ em đang muốn các bạn giải quyết cho hai anh này lên để bay về cùng với đoàn. Ừ. Đây anh Tính với anh Trọng. À. Vì bên công ty của em là đã đặt vé khứ hồi chứ không phải là đặt vé một chiều. Ừ. Mình trả tiền đủ chưa? Em trả hết rồi, em trả đủ rồi mới đi chứ. Thì còn thiếu đi. Vì khứ hồi mà. Như vậy có khả năng là đoàn mình đông thì họ hy vọng là một số người sẽ không đi, bỏ vé thì họ mới bán cho người khác đúng không? Cái đó em không có hiểu nữa, không biết được. Vì theo như tụi em được biết là cái tình trạng bán vé over có nghĩa là bán giá giờ chót nó sẽ cao hơn. Nó sẽ lấy vé của mình, nó bán và nó đẩy khách của mình đi được hết. À. Em được hiểu. Mà của anh đoàn của anh có thường một người bổ hủy vé không? Em biết rồi, em biết rồi. Em là bên công ty du lịch của mấy đoàn thôi. Ừ, không, anh đang nói chuyện với em. Dạ. Đoàn của mình là em còn thừa một vé hủy cơ. Tức là không bán nổi vé. Anh như tụi em được hiểu là cái vé over là nó như vậy. Đương nhiên là khi em ấy mua cho anh cả vé cũng với Thanh Sơn như này. Còn là sao anh sẽ đi? Nhưng mà ý là phải có chứng minh thì em mới lấy được cái vé đấy. Dạ. À, đoàn của mình bao nhiêu người anh? Đoàn mình 36 người. Bao nhiêu người lên máy bay rồi? Bây giờ là 35 người, là 32 người, 35 còn 31 bạn. Không, 32 người trên máy bay rồi. Bây giờ họ lên chưa? Họ vẫn đợi mình. Đang vào phòng chờ thôi. À. Họ sẽ không đi nếu không rồi. Tại vì mình đi thì đi chung thì về chung chứ đúng không? Dạ, đây đi chung một chung. Ví dụ như anh nói vé là vé bị đặt quá dài, 2 tháng nay rồi đúng không? Có phải là mình mới đặt đúng không? Dạ. Đoàn người ta đi cho cả một đoàn chứ không phải là đi với riêng lẻ mà lý do chậm như kia đúng không? Mà vé của anh bây giờ anh có đang thừa vé, nếu trường hợp bây giờ lý do là ví dụ như là vừa xong với bạn ở quầy bạn bảo là có thể là ghế hỏng ghế đoạn thế kia là không cho hành khách đi vì không đảm bảo an toàn, nhưng nếu như trường hợp mà trên chuyến máy bay mà kín ghế rồi mà thừa 3 ghế mình chấp nhận ok mình sẽ xếp sau, nhưng nếu trường hợp vé máy bay đã kín
không có chỗ nào thừa thì lúc ấy mình sẽ xử lý việc nhé. Rồi không? Rồi khi mình khiếu nại thì họ có trả lời gì với mình không? Mình giao cho tức là mình đi thông đoàn thì đồng chí này sẽ là phụ trách. Rồi họ họ kêu mình chờ. Thứ nhất là nói là vé trên máy bay là bị hai ghế bị hư. À ghế bị hư, ghế máy bay bị hư ghế. Hay quá. Thứ hai nữa là chuyển hai bạn này sẽ qua bên hãng khác. À. Tiền hơn là sẽ bù, mình sẽ tự bù tiền vào. Có nghĩa là do mình hai người này không được đi thì họ nói là hai ghế bị hư. Còn giả sử như cái anh hồi nãy mình ở đây là có một người đi bằng ô tô đi trước đúng không? Đúng rồi. Nếu mà ba người thì họ sẽ nói là ba ghế bị hư. Thì đây thì cái đó em không biết dạ. Thì bạn này đang trả lời em là như vậy. Ừ. Rồi bây giờ bạn nói là có cái chính sách over gì của bên hãng Vietjet. À. Thì theo tụi em được biết là chính sách over đó có nghĩa là bán giá vé giờ chót là sẽ cao hơn. Ừ, là họ sẽ bán cho người khác để lấy chênh lệch. Rồi họ đưa mình qua hãng khác. Đúng rồi. Mình lại bù tiền. Phải từ bù tiền nếu như giá chênh lệch cao hơn. Đúng rồi dạ. Không, trong trường hợp này là giống như cái kiểu là tôi đem vé của người khác tôi đem đi bán đi mà. Dạ. Để tôi lấy tiền. Thì bây giờ bạn bảo em 6 giờ 5 thì giải quyết thì rồi, chờ bạn đến 6 giờ 5 bây giờ dạ. Còn 4 phút nữa. Dạ. À, chúng ta đang ở sân bay Đà Nẵng các bạn, sân bay quốc tế. Đây là hãng Vietjet. Mấy bạn nào mà đọc Vietjet là đọc sai nha, Vietjet. Thì delay airline, tụi em nói là như vậy. Còn mà cứ mỗi lần mà tụi em đón kiếm 10 giờ đêm là lúc nào cũng 2 giờ sáng còn nằm ngoài sân bay một mình ở sân bay. Thôi rút kinh nghiệm em, lần sau mình đừng chọn hãng này nữa. Thì giờ công ty chẳng thì giờ tụi em chỉ là người thi hành của công ty. À, mình tư vấn cho các bạn đi ô tô đi, bạn hữu đường xa người ta chở mình đi. Chị là bên công ty du lịch hay là bên đoàn đi chơi? Hả? Ghế hư thì cho dừng máy bay. Một cái bạn đề nghị là ghế hư thì cho dừng máy bay. Hư có hai ghế thôi bạn ơi. Hư ghế phi công mới dừng được chứ. Đâu có ghế hư chứng tỏ là máy bay bảo trì yếu. Mà bảo trì yếu là đồng nghĩa việc là máy bay mà không an toàn. Bay nó rớt đấy. Phức tạp lắm. Không nhưng mà tỷ phú đô la cơ mà. Hãng này của ai? Của chị Thảo à? Chị Thảo quá. Sợ lắm. Giàu lắm. Vinh Đỗ ơi, em nói là ba chuyến sau khỏi bù tiền nhưng mà đây là một cái đoàn người ta đi cùng một cái xe ra tới Hà Nội người ta lại đi tiếp. Thì bây giờ nếu mà ba chuyến sau thì cả xe phải chờ rồi lại chờ hãng khác hay sao em? Vậy chứ kể ví dụ như hai bạn này đi sau mà lỡ gì gặp sự cố gì là bên công ty du lịch tụi em phải chịu trách nhiệm. Ừ, tại vì mình mua tour là tới thời điểm đó, tới giờ đó. Ủa cái này là của công ty du lịch đó hả? Đúng rồi. Ô chua chua. Công ty còn thấy hướng gì nếu người dân... Cái nghĩa là hãng, bây giờ tất cả các công ty chúng ta là phải cậy nhờ vào hãng máy bay. Dạ đúng rồi. Ồ mà hãng máy bay làm như thế là bọn em mất uy tín. Đúng rồi. À, mà mình đã trả tiền cho họ cách đây 2 tháng luôn. Khi bút vé là phải trả tiền mới được xuất vé cho anh. À. Cái này người ta gọi là mất uy tín dây chuyền đấy. Bạn Mai Duy Đức bảo là hư định kỳ. Thực ra là hư kỳ cục, hư định kỳ. Hư đúng quy trình. Hư đúng quy trình hả? Hư đúng quy trình. Họ hẹn mình mấy giờ họ sẽ giải quyết em? 5 phút nữa. Bây giờ là mấy giờ rồi? 6 giờ 3 phút rồi, 2 phút. Mình chờ 2 phút nữa nha, cố gắng. 2 phút là 120 giây. Thiệt ra cũng đâu có đông lắm đâu mà tại sao làm ăn sống nhăn. Không, Vietjet họ còn có một chính sách đó là họ bán vé theo cái kiểu là 14 giờ có chuyến nhưng mà 14 giờ thường không bao giờ có chuyến. Ví dụ kiểu đấy họ đã làm rồi. Xong rồi đến 14 giờ, trước 14 giờ 3 tiếng hồ là họ căn cứ theo ông Đinh La Thăng, ông ký cho một cái thông tư. À. Là được quyền, có nghĩa là chúng ta được quyền từ chối trong trường hợp là máy bay chưa về đến sân bay. Thì cái đó không gọi là bay trễ, không phải là hủy chuyến hay là trễ chuyến, là vì điều kiện kỹ thuật. Từ 4 tiếng đổ lại thì không được tính là trễ chuyến. Đúng. 4 tiếng ở đây thì mới bắt đầu mới khách hàng mới được có những cái chính sách. Cứ là dồn chuyến. Có phải dồn không? À, chính sách dồn chuyến. Dồn.
Nhưng mà ví dụ như em thấy delay thì thông báo cho người ta luôn một lần đi. Không bao giờ cứ ra sân bay rồi đến bắt đầu cái cứ nghe từ xin lỗi là bắt đầu thấy mệt mỏi rồi mà xin lỗi vài chục lần nữa. Hồi đó giờ trong cái công việc của em á thì cái lần mà delay mà họ nhắn lắc nhắc nhiều lần nhất là tối đa là bao nhiêu? Thì cái này là nhắn cho bên khách thôi anh. À. Nhưng mà ý là vào trong phòng chờ đó, bắt đầu mới nhắn. À. Mà không có nhắn trước cho mình, nếu nhắn trước cho mình thì mình khỏe rồi. À. Mình biết chờ rồi. Đấy, thì bây giờ cứ vào đó người ta cứ 20 phút rồi nửa tiếng người ta cứ làm vài lần như vậy đó. Nếu như mà anh làm một lần 3-4 tiếng anh phải là đền bù cho khách. Anh cứ làm vài lần như vậy là anh không đền bù. Anh Phan Anh, Vietjet giải quyết như vậy thì rõ ràng là không được. Bởi vì một đoàn đi 30 mấy người mà họ tách ra làm hai. Thì ở đầu Hà Nội là chỉ có một xe thôi. Đầu Hà Nội là chỉ có một xe thì không thể nào mà cái xe đó chờ được. Vé mua trước. Mà vé thì mua trước 2 tháng. Ở đâu em? Ô, nếu như mà không có đông người như thế này thì em có làm thủ tục không vậy? Dạ có chứ anh, bây giờ là em ở ngoài nào em ơi. À thế là bây giờ thôi mình lại đó mình xem. Chị ơi, chị An ơi, nói ơi em đem hành lý đó giùm em cái. Có thế là họ đuổi ai xuống hay là mẹ sửa ghế được trong vòng bao nhiêu tiếng đồng hồ nhỉ? Không rõ. 3 tiếng. Ồ, chúng ta vừa mới sửa được 2 ghế. Chắc là sửa xong. À, máy bay hư và sửa ghế. Hành lý sách tay lên. Ồ. Có ngành kỹ sư Việt Nam mình rất giỏi. Máy bay hư ghế và bây giờ là sửa được rồi. Chị à. Bay hỏi giờ bay ở kia tổng tú tú đang làm anh à không nhưng mà nếu như thế thì bây giờ là máy bay họ mới sửa ghế xong em ạ, lát lên phải kiểm tra ghế nó có an toàn không, lắc lắc tí nha, lỡ may mà nó có vấn đề là phức tạp đấy. Hay có khi ngồi ghế xúc à, máy bay ngồi ghế xúc là ý kiến mới đấy. Không có khả năng là phi công nhường ghế cũng có khi phi công nhường ghế. Thôi sắp được về Hà Nội rồi, yên tâm nha. Cái này nó cái bây giờ là được rồi đó hả? Trời ơi, chuyện vậy không tự giải quyết đi, gọi cho đường dây nóng của làng mới làm cái gì? Cái người làng mới thì gọi làng mới thì gọi đâu trước đã. Thôi rồi ơi. Xử lý cho mình đã. Thôi chúc mừng anh được về nhà. Vậy là bây giờ xong rồi hả? Xong rồi. Không, máy bay sửa xong rồi. Không, mình lên ngồi ghế này, ghế phi công mà. Ngồi cái kia à? Thôi vậy thôi, tôi anh đi nha. Lần sau có gì rắc rối cứ gọi cho đường dây nóng nha. Hỏi em máy bay sửa xong chưa? Thôi làm khó làm gì nữa. Chắc là có thể là đuổi hai người khác xuống. Em nói thế là con ra được cái gì rồi. Không nhưng mà như thế là em đuổi hai người khác xuống là hay sao? À có nghĩa là nhân viên của em. Em ơi, nhân viên của em á, em phải đuổi xuống. Giảm nhân viên á? Giảm nhân viên. À. Như phục vụ nè. Phi công nè, mình hiểu tạm thời mình hỏi là nhân viên là có phục vụ nè. Chắc là bye bye các bạn bởi vì... một cái đoàn khách gần 40 người đi từ Hà Nội vào Đà Nẵng chơi 4 ngày và từ Đà Nẵng quay trở ra thì cái hãng Vietjet họ cắt thành hai nhóm mà họ nói là máy bay bị hư ghế. Họ chừa lại hai người, họ không cho lên máy bay. Thì đoàn khách đã gọi điện thoại cho chúng tôi và chúng tôi đến đây thì mọi việc thì cũng đã giải quyết xong rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Biện pháp mà họ đưa ra đó là họ đuổi nhân viên của họ xuống. Đuổi thì kỳ nhưng mà gọi là mời nhân viên họ xuống bớt. À cái cách giải quyết của họ là có thật vậy không? Thật cô. Rồi em có giải thích mà. À bạn nhân viên của hãng bảo là đã mời nhân viên của hãng giảm người xuống. Bạn tên là Giang à? À bạn Giang đã nói như thế. Rồi. Cảm ơn. Em ơi, nếu mà mình bớt người nhân của phi hành đoàn xuống thì có ảnh hưởng gì đến chất lượng phục vụ không em? À.
Ôi giảm người luôn á. Ôi giảm. Giảm hai người hả? Giảm hai người. Thì như vậy là hãng bay của Vietjet đã tinh gọn bộ máy, tinh giản được hai người. Không, đây là một hình thức mới biên chế đó. Giảm biên chế trên máy bay. Máy bay được chưa? Cái này là bám sát theo tinh thần chính phủ. Bye bye. Rồi, hẹn bye gặp bye lại mọi người nha. Vậy mà đi về hả? Rồi anh cảm ơn nha. À thế à? Ừ. Rồi bye bye các bạn. Tội nghiệp các bạn thật. Đáng thương thôi, anh Thăm cảm ơn. Chúc mừng năm mới, chúc em luôn luôn mạnh khỏe. Không lúc nào cũng tươi như con Hảo nhà ta. Thôi ta đi à. Nó như thế nào anh Phan Anh? Bởi vì sau khi mà mình tới sân bay đó thì họ nói là máy bay hư ghế và cuối cùng thì họ cũng giải quyết, nhưng mà họ nói là họ cho giảm nhân viên, họ bảo là nhân viên sẽ có hai người xuống máy bay để nhường chỗ cho hai cái, để trả lại cái chỗ cho hai cái khách này. À không, vé không hỏng mà nó đuổi nhanh. Phan Anh ơi, cái việc mà hai nhân viên của hãng xuống là nhân viên của họ chính thức xác nhận chứ tụi tôi không có suy diễn. Phan Anh ơi, hồi nãy là cô nhân viên của họ, cô nhân viên khẳng định là hai nhân viên trên máy bay sẽ phải xuống nhường trả lại ghế cho hai hành khách. Cái này hoàn toàn không suy diễn à. Không có sửa ghế nha bạn Trinh Nguyên. Họ giảm bớt phi hành đoàn, có thể là giảm phi công phụ hoặc là giảm cơ trưởng gì đó, cái đó tôi không biết. Tôi không có ở trên đó, nhưng mà họ trả lời rõ ràng đấy. Vậy mình về chưa? Thôi mình về. Hai người là tương đương với một tạ, nhưng mà tạ hai. Giảm hai người, nếu mà giảm hai người cỡ này thì tương đương với lại hai tạ. Còn nếu mà giảm hai người cỡ này thì tương đương 70. Giảm cỡ này thì tương đương bao nhiêu? Hai người nó còn tên. Còn giảm cỡ này? Không, cái này hai cái này là tạ thôi. Tạ. Cỡ này? Cỡ này là tạ rưỡi. Còn cỡ này? Hai tạ. Một cái mũi giống y như bộ trưởng à trời. Thôi mình đi hả? Đi đường nào? Xe hả? Chào bà con. Xếp hàng chào đi. Alo, chạy xe đi. Rồi chào bà con nha. Chúng ta đi về. Chúng ta về thôi. Đường dây nóng lằn.